tàu cao tốc triệu đô nằm bờ chờ bán sắt vụn. Phát triển sau thời tàu gỗ, đội tàu cao tốc từng là lựa chọn của người dân du khách khi ngược xuôi xa kỳ Lý Sơn Quảng Ngãi, nhưng nay lâm thảm cảnh trước sự lên ngôi của đội tàu siêu tốc. Theo người dân địa phương huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi, đội tàu cao tốc này lần lượt tập kết về đây đắp chiếu, ngưng hoạt động từ nhiều năm nay. Vũng neo đậu vốn chật chội nay càng thêm bí bách bởi đội tàu liên tục án ngữ chiếm vị trí. Ông VVT, nhà gần khu neo đậu cho biết, vài năm trước, chủ tàu có giao bán nhưng không có khách, hoặc có thì bị trả giá quá thấp nên không thể thanh lý. Không phải tàu của mình nhưng nhìn bạc tỷ, gần 1 triệu đô la Mỹ bỏ trắng ngoài biển, ai cũng thấy xót, ông T bộc bạch. Thời điểm tàu đóng mới đưa về cảng, người dân ví von nó là du thuyền, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, đội tàu lâm cảnh ế khách, rồi chết yểu, nằm bờ vì có đội tàu siêu tốc hiện đại và nhanh hơn ra đời, thời gian di chuyển ra đảo chỉ mất 40 phút. Cho dù công ty thay đổi cách kinh doanh, giảm giá vé, nhưng tuyệt nhiên khách không đói hoài đến. Đáng lo ngại, tàu cao tốc Hoàng Sa 03 bị đứt neo, trôi dạt tự do nên khi biển có sóng to gió lớn, nguy cơ va đập, tai nạn có thể xảy ra. Trước thực trạng này, chính quyền huyện Lý Sơn đã phát công văn đề nghị chủ tàu tiến hành trục vớt từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11.